chắc vui cả ngày. Một vài tiếng khóc mẹ lo ăn đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành. 9 tháng sinh thành một đời yêu thương, một vòng tay lớn ôm con bao lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ. Đi đi, trời ơi, không có trơn đâu, cái chân mình nó bám được. Được không? Được. Mẹ thấy chưa? Đâu là anh nhỉ? Bình tĩnh đi, cái nhát đó, cày nhát càng khó qua đó. Dở quá. Cái chỗ này nó làm không cho mình cái kiểu tự mình leo lên vậy trời á. Có cái dây mình đạp vô cũng không có. Rồi. Tới ông ngoại. Đi lên giống như leo bức tường vậy đó. Trời ơi, tại sao? Đi lên đi, sao đâu. Coi mẹ làm nè. Nè, hai chị em, xuống đây. Xuống sông cũng không có gì hết nha. Đừng có hồi hộp trước à. Mày có phao đây không có gì hết. Đó đi dạ. Không có sao hết. Đây đây, không sao. Chở tay quất vỡ, chở tay quất vỡ. Đó là tôi. Cố lên. Không sao đâu. Có sao á. Cố lên. Tôi sao? Trên thôi, chỉ có là trên thôi. Trèo lên. Rồi bò kìa. Ô bò kìa kìa. 10 mét á, độ sâu. Lấy cái chân đạp mạnh lên rồi. Ta thả dây kìa đi con. Hoàng là tới đích. Rồi. Nắng lên, cố lên, nắng ơi. Đuối à? Thôi, em lỡ leo lên kia đi.
Đây à. Đó lỗi quá. Ba bơi qua đây mà. Rồi từ đại thí. Nè, nè, rốt nè. Đã không rốt? Quay té xuống chắc luôn á. Tôi biết té xuống chắc mà không sao, không sao. Không sao. Nó sợ. Không sao, không sao. Sao nổi, thả lỏng người. Người ốm muốn vậy thôi. Em mà rớt là rớt. Xuống dưới nước nó mát đã lắm. Xuống đi. Là gì bơi cho anh vậy? Từ từ. Nói cao lắm anh ơi. Sổ cái con tuột á, như con tuột kìa. Xuống dưới mát lắm, xuống dưới đã lắm. Để chứ. Nhưng mà mình hay nghe. Thì xuống đi. Xuống đi chị ơi. Em xuống đi. Xuống đi chị. Em xuống đi. Xuống đất họ chị phải xuống trước em á. Em xuống trước đi. Gương lại bắt lên. Cắm đầu xuống, cắm đầu xuống. Thì đó hả? Rồi xuống đi, có gì đâu. Xuống đi. Hai đứa kia đâu rồi? Nhìn xuống. Xuống đi. Trời ơi, hít dữ vậy hả? Đứng hạ thôi. Cái để tích tích. Cũng đã bộ. Đã lắm rồi. Tâm ơi, anh này từng neo trên kia bao giờ chưa? Có thử trong đây được không? Nên nổi không? Không, không. Cái này nè. Cái này nó dở, cái nó không có đồ nặng. Phải có cái thế để tụng ta neo lên. Bắt 3-4 người á. Hồi nãy quay chưa? Rồi. Cả đá xuống. Bạn này đứng ở trên chỗ. Bỏ ra hết.
Vui thật mùa, nhà mình mong mùa rộng vang câu ca. Ăn đôi giày của bố kìa. Ăn đôi giày của bố kìa.